Tôi lại lên 61 mẫu âm đi cổ của Diatone. Con này có mã là 630, hôm trước cũng có một con 430. Con này rất đẹp, trước mặt phay nhôm đẹp xuất sắc luôn. Con này đặc biệt là đánh hai đôi loa A hoặc B. A hoặc B nhé. Đánh độc lập, trên âm ly có chỉnh bát chép, cân loa, lao lớt đầy đủ. Cân loa phía bên trong. Âm ly hoạt động hoàn hảo. Có cả mic. Mic này chỉ để alo thôi, hoặc là vui ta. Con này bán giá rất mềm cho bác chơi, 2,5 triệu một bộ âm ly cổ. Có đèn tia rất đẹp luôn. Hàng bãi bảo hành chất lượng rất nặng, khá nặng. Một tay không nhấc được. Con này rất đẹp luôn. 2,5 triệu. Con này đăng lên chắc các bác lại gọi điện cháy máy đây. Số series 139, công suất 97W, điện 100V. Đánh A hoặc B. Tôi đang đấu một đường TV. Đánh rất khỏe luôn. Đánh bắt 30 nha. Anh mưa rơi cạnh cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm chân mưa, mai trường khi ấu tư và này căn nhà riêng ở vị cổ thì bát chép cực kỳ rõ ràng, tép rất nhiều luôn ở vị cổ. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường. Chất âm gọi về bản ở vị cổ như rất nhiều video tôi đã nói, chất âm cực kỳ hay luôn, bát ra bát, chép ra chép. Con này nói luôn các bác chắc bay trong vòng 1 nốt nhỉ. Tôi nó sinh ra nhằm chứng kiến mới quen nhau mà mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Đấy, bát 30 các bạn nhá. Ai bảo âm ly công suất nhỏ không đánh được thì gọi điện xin lỗi tôi đi. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Nói đùa cho vui thôi. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đặt tiền cọc vào tài khoản nếu ở xa. 1 triệu tôi gửi đi hoặc có thể đến tận nơi xem hàng. 2,5 triệu. Với cái mức giá 2,5 triệu rất ít có những con đẹp như này. Vòng mãi tao mày nào.